X51 Story mến chào quý thính giả. Lịch sử Việt Nam thế kỷ thứ 13, 14, từ năm 1226 đến năm 1400, gắn liền với công lao và sự phát triển rực rỡ của vương triều nhà Trần. Những chiến công lẫy lừng của ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, cùng với các cuộc chinh phạt quân Chiêm Thành ở phía Nam đã làm cho khoa học và nghệ thuật quân sự của triều Trần đạt được những thành tựu vượt bậc. Ngược dòng lịch sử, sau thất bại chóng vánh 27 năm trước, Nguyên Mông vẫn chưa từ bỏ tham vọng nuốt chửng Đại Việt, nhất là khi vừa chinh phạt xong Nam Tống. Toàn bộ Trung Quốc đã nằm dưới sự cai trị của Mông Cổ. Lần này trở lại nước ta, quân Nguyên Mông muốn bẻ gãy Đại Việt, rửa mối nhục 27 năm trước nên đã huy động số quân đông đảo gấp cả chục lần so với cuộc chiến trước. Cuối năm 1285, 50 vạn quân Nguyên Mông do Thoát Hoan chỉ huy tràn vào biên giới nước ta, xâm lược nước ta lần thứ hai, giặc đã tiến tới Gia Lâm, nay là huyện Gia Lâm, Hà Nội, vây hãm thành Thăng Long. Chiến sự buổi đầu bất lợi cho quân ta, thì quân của giặc đã bao vây suýt bắt được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông. Tướng Trần Bình Trọng đã hy sinh anh dũng bên bờ sông Thiên Mạc với tinh thần bất khuất, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc. Trước thế giặc mạnh, nhiều tôn thất nhà Trần, trong đó có cả hoàng thân Trần Ích Tắc, Trần Kiện đã mang gia quyến chạy sang trại giặc. Tướng Trần Khắc Trung được sai đi sứ để làm chậm tốc độ tiến quân của giặc và kéo dài thời gian để củng cố lực lượng, tổ chức chiến đấu nhưng không thành. Bởi vậy, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông phải bất đắc dĩ dùng đến kế mỹ nhân, vua đau lòng dâng em gái út của mình cho tướng giặc là Thoát Hoan để cầu hòa chờ cơ hội phản công, và trách nhiệm lịch sử đã đặt lên vai một người con gái nhà Trần. Với những thông tin ít ỏi và vô cùng hiếm hoi được lưu lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, công chúa An Tư không rõ năm sinh năm mất, thân là con của thứ phi không rõ tên, chỉ biết nàng là con gái út của vua Trần Thái Tông, em gái vua Trần Thánh Tông và là cô ruột của vua Trần Nhân Tông. Trong sử sách, công chúa An Tư được gọi là Thánh Tông quý muội của Thánh Tông và cũng được gọi là Hoàng quý muội. Vì nghĩa quên thân, An Tư nàng đã phải gánh trên vai một nhiệm vụ mang tính lịch sử. Trong bản ngọc phả về công chúa Quỳnh Trân có viết: năm Ất Dậu, giặc nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy phạm vào Vân Đồn, vạn kiếp. Vua phải chạy vào Nghệ An, triều đình bàn nhau định gả nàng cho tướng giặc để cầu thân. Nàng cự tuyệt, vua thương lại cho về chùa, rồi gả công chúa An Tư cho Thoát Hoan. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, tháng 2 năm Thiệu Bảo thứ 7, tức năm 1285, vua sai người đưa công chúa An Tư, em gái út vua Trần Thánh Tông, đến cho Thoát Hoan là muốn làm thư giãn loạn nước vậy. Đến Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thì Sĩ chỉ ghi, Thoát Hoan lên sông Nhĩ Hà, cột liền bè vào làm cầu cho quân qua sông. Quân ta theo hai bên sông lập đồn để cự lại, không được. Ngày đã về chiều, quân giặc qua được sông vào kinh thành, vua sai đưa công chúa An Tư cho chúng, để thư nạn cho nước. Những thông tin về công chúa An Tư chỉ dừng đến đó, không có về sau nữa. Từ những chi tiết được sử sách chép lại, chúng ta thấy công chúa An Tư được sử dụng như một kế sách nhằm kiềm hãm thế giặc, muốn cho Thoát Hoan rơi vào mỹ nhân kế. Công chúa An Tư sang trại giặc rõ ràng không phải đi lấy chồng, mà là cống nạp. Đồng thời bà còn kiêm thêm vai trò làm nội gián cho quan quân nhà Trần. Ở trại giặc, làm thiếp cho Thoát Hoan, An Tư đã sống ra sao, làm được những gì, đó là cả một bí mật bao trùm. Nhưng có một sự trùng hợp lịch sử đáng ngạc nhiên là sau khi vua Trần Thánh Tông đem An Tư cống nạp cho Thoát Hoan, thì nước bớt căng thẳng đi nhiều. Trong cuốn tiểu thuyết An Tư công chúa của Nguyễn Huy Tường, nhà văn đã phần nào giúp người ta phần nào mường tượng những tủi nhục của nàng công chúa cao quý phải chịu khi đi cống nạp. Làm thiếp cho Thoát Hoan, nàng sống ra sao, làm được gì? Những thứ đó mãi mãi bị thời gian vùi lấp. Trong tiểu thuyết, tình lang của nàng là một nhân vật hư cấu, tên là Chiêu Thành Vương Trần Thông, con cả của Thái úy Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu. Người này không có trong lịch sử, nhưng tài liệu có ghi lại thời nhà Trần, cũng có Chiêu Thành Vương và Trần Thông. Những người này đều ra quân với Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Và cái chết của Chiêu Thành Vương Trần Thông trong tiểu thuyết cũng được mượn ý tưởng từ sự hy sinh của Trần Quốc Toản trong lịch sử. Mặc dù trong tiểu thuyết, mối tình của công chúa An Tư với Chiêu Thành Vương Trần Thông khiến người ta thổn thức tiếc nuối, thì trong dân gian lưu truyền một câu chuyện khác. Tương truyền, người mà công chúa An Tư ái mộ và thầm thương trộm nhớ lại là chàng thủy tướng tài giỏi của đất Việt là Yết Kiêu. Từ một lần chứng kiến sự oai hùng của chàng thủy tướng lao mình xuống sông giết Giao Long để hộ giá, Yết Kiêu đã khiến không chỉ An Tư mà còn các nàng công chúa khác của nhà Trần say mê. Tuy nhiên, khi biết Yết Kiêu một lòng thủy chung với cô lái đỏ, công chúa vô cùng xúc động. Khi ấy, nàng cam tâm một lòng làm trọn nhiệm vụ được triều đình giao phó. Sau khi nhà Trần phản công thắng lợi, quân Nguyên thất bại tan tác, Trần Nam Vương Thoát Hoan, con trai Hốt Tất Liệt phải chui vào ống đồng bắt quân kéo tháo chạy về nước. Triều đình làm lễ khen thưởng công thần, nhưng chẳng thấy nhắc đến công chúa An Tư. Trong chính sử, trận chiến ngày ấy, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản được ghi chép lại là sự kiện có thật. Còn về cái kết sau này của công chúa, chẳng có sử sách nào ghi lại. Có chăng trong cuốn tiểu thuyết của mình, Nguyễn Huy Tường đã sắp đặt cho nàng một cái kết dưới ngòi bút nặng tình, để phần nào vơi đi chút ngậm ngùi của người con gái có số phận bi ai.
xin mượn khoảnh khắc mà nhà văn Nguyễn Huy Tường tả lại khi quân ta đánh đổi được Thoát Oan về nước. Lúc tiếng ca như lụt trời, quyện vào trăng sao mây gió, đầy một ý khí hào hùng thì nàng quay lại nấm mồ phảng phất hình người dũng cảm đã có một phần công trong những trận thắng oanh liệt nhất trong thơ. Lời ca vẫn âm vang bên tai nàng bỗng cảm thấy có chút vui lây. Ánh trăng bàng bạc, nàng mê man như ngày ruồi ngựa cùng chàng vào thanh. Nàng đã đến bờ sông cái, và không mần ngại văng mình xuống nước. Vậy là sứ mệnh của nàng đã hoàn thành, tấm thân trung trinh của nàng cũng đã, vì non sông xuất lực. Trong Việt Sử Tiêu Án có nhắc, An Tư qua trại Thoát Oan và không rõ kết cục ra sao. Nói như vậy, có lẽ là để nói giảm nói tránh về kết cục của một nàng công chúa bị mang đi cống nạp và khi quân giặc thua phải chui vào ống đồng, chạy về nước thì khó có thể tươi sáng. Xưa nay nhiều người đã cất công tìm hiểu số phận của vị công chúa hy sinh thầm lặng cho Giang Sơn ấy. Trong cuốn An Nam Chí Lược của Lý Chắc, một thuộc hạ của Trần Kiện theo chủ chạy sang nhà Nguyên, sống lưu vong ở Trung Quốc có ghi, trước, thái tử, chỉ Thoát Oan, lấy người con gái nhà Trần sinh được hai con. Người con gái họ Trần này phải chăng là công chúa An Tư? Kỳ thực người con gái sinh hai con với Thoát Oan không phải An Tư mà là con Trần Di Ái, em gái Trần Tú Viên. Cuộc hôn nhân này diễn ra năm 1336, chứ không phải năm 1285. Các triều đại sau này đều nhớ ơn mà sắc phong công chúa là thần hộ quốc. Trong các bản sắc phong, có bản Đời Tự Đức năm 1849 của thôn Cao Lãm được dịch từ tiếng Hán đại ý rằng đất Cao Lãm lừng vang vị thần là công chúa triều Trần. Xưa kia, khi giặc Nguyên xâm phạm bờ cõi nước ta, chúng vơ vét sạch của cải cùng các cung nữ. Khi ấy, công chúa tròn tuổi 15, xinh đẹp rực rỡ, ngài cùng 10 cận hầu chạy dọc bờ sông đáy, tiến về vùng đất Sơn Minh, bị giặc đuổi ép tới thôn Phả Lãm. Không thể chống trả được quân địch, nàng tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc. Nơi nàng tử tiết này chính là thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Dân làng thương tiếc lập miếu thờ nàng. Đây cũng là một trong rất nhiều phiên bản siêu tầm được nhằm phần nào, làm rõ cuộc đời sau này của An Tư công chúa. Dù chưa được rõ rệt và sách sử nào khẳng định nhưng đó cũng giúp người đời sau tạm yên lòng khi biết được cái kết của nàng công chúa, lá ngọc cành vàng, phải gả vào tay giặc. Dù nhà Trần và sử sách có lãng quên An Tư công chúa thì sự hy sinh thầm lặng của một nữ trung hào kiệt như nàng vẫn được người đời sau trân trọng và nhớ mãi. Trong chính sử, thông tin về công chúa An Tư không được viết lại nhiều. Tuy nhiên, vẻ đẹp và tài năng của nàng lại tỏa hào quang dưới ngòi bút của Nguyễn Huy Tường trong tiểu thuyết văn học lịch sử An Tư. Nhan sắc của An Tư công chúa được miêu tả có phần xinh đẹp hơn như vầng trăng không vần mây mờ. Đôi mắt đen to là một trời huyền ảo và đôi môi khao khát là một bến đợi chờ của nàng trắng, thân nàng yểu điệu, lằn mà không thô. Thế gian đồn tóc công chúa đẹp, dài và đài khắc không có thứ mây khói nào sánh kịp. Vẻ đẹp của nàng được ví là một sắc đẹp say sưa quyến rũ, âm ỉ nguồn nhựa sống dồi dào và mãnh liệt của những vua tướng anh hùng, đầy bão phụ và dục vọng đã dựng lên cơ nghiệp họ Đông A. Cũng trong cuốn tiểu thuyết văn học An Tư, Nguyễn Huy Tường đã phần nào tái hiện được tấm lòng trung trinh, ái quốc của nàng công chúa đang tuổi xuân xanh. Nàng thường hay thức khuya, dệt hơn trăm thước vải, không kể còn khâu được bao nhiêu quần áo cho quan quân. Có nàng công chúa, lá ngọc cành vàng, nào sở hữu đôi tay được dân gian ngợi ca là, mềm mại đài các nay đã giảm sắc hồng và ngón tay đã thành chai xấu xí. Khác với những phi tần, công chúa khác, An Tư nổi tiếng khắp Tam Cung Lục Viện là người biết nhiều tin quan trọng nhất. Lại là người thông minh và hiểu rõ thời cục nhất, và lại nàng là người nhiệt thành, không lúc nào ngã trí, nên thường thường phái cung cấm hay hỏi ý kiến nàng. Phải chăng hình tượng công chúa được xây dựng cho An Tư của Nguyễn Huy Tường cũng là phần nào hợp thức hóa tài năng của nàng khi thực hiện thành công kế thư giãn với giặc? Dù vậy, một nàng công chúa không được mang danh hòa thân như đã nhắc mà là cống nạp. Trên vai nàng còn nặng gánh nội gián, cho nhà Trần thì hình tượng của nàng đẹp đẽ, vô mần và thông minh nhanh nhẹn như vậy cũng dễ hiểu. X51 Story luận bàn. Thật buồn khi sự hy sinh cao cả ấy lại không được nhắc đến khi nhà Trần giành được chiến thắng do tư tưởng phong kiến, bảo thủ có từ ngàn xưa. Qua hình ảnh và cuộc đời của An Tư công chúa, chúng ta cảm nhận được rằng, người phụ nữ Việt Nam trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào cũng có lòng yêu nước thiết tha, nồng nàn, dám hy sinh cho sự nghiệp chung của dân tộc, cho dù đó là sự hy sinh thầm lặng. Dù triều Trần và sử sách có lãng quên bà thì các thế hệ con cháu vẫn luôn dành cho bà sự kính trọng, thương mến. Khoảng trống lịch sử sẽ được lấp đầy bằng tình cảm của người đời sau. Cũng như ghi nhớ công lao của một nàng công chúa đã hy sinh vì nghĩa lớn khi tuổi còn rất trẻ. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.